Vậy là chỉ còn có hai mấy ngày nữa thôi là Tết Nguyên Đán rồi đó cả nhà. Năm nay là mình cảm thấy nè, thời gian trôi qua rất là nhanh luôn á. Ở dưới quê mọi người hay là ở chỗ mọi người ở, thường thường những ngày Tết là người ta thường làm cái món gì nhiều nhất? Còn ở dưới quê mình là mình khỏi nói nè, chắc là mọi người cũng biết rồi đúng không? Đó chính là cái món thịt kho hộp vịt đó cả nhà. Muốn làm cái món thịt kho hộp vịt này mà cho nó ngon thì đầu tiên mọi người cần chuẩn bị là bằng thịt heo nè, nó phải tươi, nó phải ngon thì mọi người làm nó mới ngon nha. Còn thịt heo thì mình mua rất là nhiều rồi, nhưng mà mình thấy cái chỗ hiện tại mình đang mua nè, nó bán thịt rất là tươi luôn đó cả nhà. Tuy là cái cửa hàng mới mở thôi nhưng mà nó bán đồ rất là chất lượng luôn nha, từ cá đến thịt nè, bán rất là ngon luôn á. Với lại là mình cảm thấy nè, thời buổi công nghệ rất là tiên tiến luôn á, mình chỉ cần ở nhà thôi à, mình đặt tầm nửa tiếng đồng hồ thôi là giao thịt tới luôn à. Muốn ướp thịt cho nó ngon á thì mọi người không thể nào thiếu tỏi, hành và ớt nữa. Cái này là mọi người có thể là có máy xay mọi người xay nó nhuyễn ra, còn không mọi người đâm nó ra cũng được nữa. Cái phần nêm gia vị ngày hôm nay là mình nêm với là 1 ký thịt á, nếu mọi người làm hơn thì mọi người có thể là tăng gia vị lên nha. Sau khi mà nêm đủ gia vị ở trên rồi thì bắt đầu mình đã cho thịt nghỉ đi tầm cỡ 1 tiếng nha. Cái phần thịt kho tàu là mọi người ướp nó càng lâu nó sẽ càng ngon nha, tại vì mọi người ướp lâu thì gia vị nè nó sẽ thấm vào bên trong miếng thịt luôn, nên là khi mọi người ăn vào thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn nha. Sau khi mà ướp hết được 1 tiếng thì bắt đầu mình sẽ đem đi cháy thịt nha. Cái này là mình cháy sơ thôi cho nó săn lại thôi là ok rồi. Không biết là cho mọi người nè kho thịt như thế nào nha, còn ở dưới quê mình là kho thịt nè là phải đem đi cháy lại một cái nữa rồi mới đem đi kho. Thịt kho tàu này là mình thấy nè rất là nhiều kiểu làm khác nhau luôn, và rất là nhiều nhà làm khác nhau, không ai giống ai hết trơn cả nhà. Có nhiều người làm cái món thịt kho tàu này là người ta kho bằng nước lạnh nè, với lại là kho bằng nước dừa tươi nữa. Mà đó giờ mình làm là mình chỉ thích kho bằng cái nước dừa tươi thôi, là cái nước dừa tươi nè nó ngọt mà nó thơm nữa, nên là khi mọi người kho lên thì cái mùi nó không chạy vào đâu được hết trơn á. Nghĩ là qua đến Tết rồi nên là mọi người tranh thủ học cái món thịt kho hộp vịt này đi, để mọi người về quê nè làm cái món tặng cho gia đình của mình, tại cái món này là cái món Tết truyền thống của mình luôn rồi. Cứ mỗi khi đến Tết là mình thấy nè nhà cũng có cái nồi thịt kho hộp vịt trơn á, tại cái món này là cái món này gắn liền với là con người Việt Nam của mình luôn rồi, nên là mọi người tranh thủ học cái món này đi để mọi người làm tặng cho gia đình của mình nha. Mình thấy cái món này nè nó đâu có khó đâu cả nhà, nó rất là dễ luôn á, nó chỉ cực một cái là cực thời gian nấu thôi à. Thời gian mà để nấu cái nồi thịt kho hộp vịt này mọi người biết nhiêu không, là 3 tiếng đó cả nhà, rất là lâu luôn á.